Trong cái tarot xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình giữ lời hứa với một bạn, đó là mình làm một trải bài chung với chủ đề người đó có ghen không nhá. Lúc nãy là mình đã làm rồi nhưng mà có một sự cố, cho nên là mình con gái nhờ tám cái máy sấy, vô tình mình làm rớt điện thoại cho nên là mình phải làm lại. Trước khi vào câu chuyện chính của chúng ta, mình lên có hai lời nhắn gửi như thế này. Kênh tarot của mình lên mới được 3 tuần thôi, chưa được 3 tuần, cho nên là cái số lượng người đăng ký cũng đang còn rất là ít. Mình lên rất muốn kênh của mình đạt tiêu chuẩn là từng live stream trực tiếp á, để mình lên không phải tải video nữa. Cho nên là mình lên rất mong những bạn hay nghe kênh của mình lên cảm thấy yêu thích thì các bạn đăng ký bấm vào chiếc chuông, biểu tượng chiếc chuông để nhận video, cũng coi như là ủng hộ mình lên nhá. Thứ hai là mình lên cảm ơn tất cả những tình cảm của mọi người. Có một chị chị ấy nói rằng là chị rất thích nghe giọng nói của Quỳnh Lê. Quỳnh Lê có tiếng cười dễ thương lắm. Vâng, cảm ơn chị ạ. Và một bạn nói rằng là Quỳnh Lê trả bài rất nhân văn và lãng mạn. Cảm ơn bạn rất nhiều. Quỳnh Lê là một giảng viên môn ngữ văn, nhưng mà cái nghề nghiệp đó nó không quyết định, mà nó quyết định bằng cách là Lê rất yêu ngôn tình, rất thích ngôn tình và rất hay viết ngôn tình. Cho nên là với một người mà mê ngôn tình, viết ngôn tình ấy, thì với một trải bài ấy, họ sẽ đọc bằng nó giống như câu chuyện của một cuộc đời vậy. Cho nên là đó là điểm mạnh của Quỳnh Lê, Quỳnh Lê rất là cảm ơn. Thứ ba là Quỳnh Lê muốn khoe với mọi người, đó là thực ra Quỳnh Lê hay hỏi vũ trụ, Quỳnh Lê rất muốn có thêm vài bộ bài nữa, và đã từng hỏi vũ trụ là con có nên mua thêm bài nữa không. Thì Quỳnh Lê đang định mua thì nhà có việc, cho nên là nên phải lo chuyện gia đình đã. Thế là mới tự dỗ mình là thôi để hôm sau mua bài. Thì tự nhiên có một người tặng lên một mạnh thường quân, tặng Quỳnh lên một bộ bài, cảm ơn rất là nhiều. Lên cảm thấy rằng đó là món quà của vũ trụ, thế là Lên quyết định sẽ mua bộ bài thông điệp từ vũ trụ, vừa coi rằng đó là món quà vũ trụ dành cho bạn. Cảm ơn chị rất nhiều ạ. Tiếp theo là hôm nay là với chủ đề là người đó của bạn có, người đó có ghen không. Người đó ở đây là mặc định trong lòng các bạn, ai cũng được, chỉ miễn là khi các bạn chọn tù bài, các bạn nghĩ đến người đó nhá. Bây giờ chúng ta có 4 tụ bài để chúng ta 4 tụ bài đại diện cho 4 người đàn ông. Hôm nay Quỳnh Lê sẽ có 4 người đàn ông để các bạn lựa chọn đại diện cho 4 tụ bài. Hôm nay nó rất là ổn, các bạn thông cảm nhá. Thì khi các bạn đến với bài tarot, các bạn phải tập làm quen với cung hoàng đạo nhé. Thì ở đây trong 12 cung hoàng đạo có chia làm 4 nhóm, là nhóm lửa này, nước này, không khí và đất. Thì hôm nay Quỳnh Lê sẽ lấy 4 người đàn ông đại diện cho 4 nhóm cung này để cho các bạn chọn bài nhé. Các bạn nhớ này, những cái gì Quỳnh Lê nói ra nó là cảm nhận của Quỳnh Lê. Thì các bạn nghe đặc điểm của người đàn ông cung đó, các bạn cảm thấy hứng thú thích người đàn ông nào thì các bạn chọn đại diện cho tụ bài đó nhé. Bây giờ bắt đầu này, người đàn ông cung lửa là người đàn ông thuộc tụ bài thứ nhất. Đây là người đàn ông nồng nàn, nhiệt huyết và đầy đam mê. Người đàn ông này có thể coi bạn là công chúa, có thể coi bạn là nữ hoàng, có thể làm tất cả vì bạn, thậm chí hái sao trên trời cũng có thể nhá. Nhưng hãy nhớ, lửa rực sáng dữ dội nhưng cũng nhanh lụi tàn, nên tình yêu của người đàn ông cung lửa giống như một đứa trẻ vậy. Khi họ thành đạt, họ giàu có, họ có thể cho bạn tất cả mọi thứ, nhưng khi mà họ thất bại hoặc là họ buồn phiền đau khổ thì họ ăn vạ như một đứa trẻ nha. Các bạn nhớ lấy cái điều đó, họ giống như một đứa trẻ vậy. Cho nên là đối với người đàn ông cung lửa, nếu người nào mang năng lượng của một người mẹ thì hãy chọn người đàn ông cung lửa nhá. Đó là Quỳnh Lê nói như thế thôi. Các bạn cảm thấy hứng thú với người đàn ông nào thì các bạn chọn người đàn ông cung đó nhá. Thứ hai là người đàn ông cung nước, tình cảm tinh tế, nội tâm sâu như nước, tình cảm bao la như biển là đặc điểm của người đàn ông cung nước nhá. Họ giống như biển cả, có thể bao dung tất cả, nên khi yêu họ chăm sóc bạn, lo lắng cho bạn từ những điều nhỏ nhất, họ mang bạn trong tim, cuộc sống của bạn là của họ, đầy bao dung và trách nhiệm. Nhưng mà người đàn ông cung nước rất là hay ghen. Các bạn hãy nhớ điều đó, phụ nữ cung nước cũng như thế, nhất là song ngư. Song ngư là người rất hay ghen, nhưng mà song ngư là một trong những người rất giỏi giữ hình ảnh của mình. Đàn ta cũng đanh đá, không cũng nóng tính, nhưng mà đàn ta rất giỏi giữ hình ảnh của mình, coi cái việc giữ hình ảnh như sứ mệnh của mình vậy. Cho nên là đừng bao giờ để thấy nàng ta đanh đá này hay nói tục hay là như thế nào, nhưng họ cũng hay ghen. Mẹ bảo với con rồi, sao cứ lúc mẹ trải bài thì con lại hỏi là thế nào nhỉ? Con đấy, quần áo mẹ lấy vào con tìm đi, đừng làm phiền mẹ nữa.
Bây giờ con 7 tuổi rồi chứ không phải là con còn nhỏ nữa, mà con cứ làm phiền mẹ như thế làm phiền một lần rồi. Thôi rồi con lấy đi, con mặc tạm cái quần nào đó, tí nữa mẹ sẽ lấy cho con. Mình nói tiếp, đó là công xong ngư ấy, khi nàng ghen nàng sẽ đòi chia tay. Cho nên là khi các bạn tự nhiên mà các bạn bị chia tay thì hãy nghĩ rằng cả nàng đang ghen nhá. Một cái ghen rất là dễ thương. Tiếp theo cung đó là cung thứ hai, à tụ bài thứ hai, tụ bài thứ ba này, đó là người đàn ông cung khí nhá. Người đàn ông cung khí là người đàn ông của trí tuệ, giao tiếp, kế hoạch và dự án. Họ coi bạn là một đứa trẻ cần dạy dỗ hướng dẫn. Có một người đàn ông cung khí ở bên cạnh ấy, bạn được cả thế giới ngưỡng mộ, bởi họ là những người quân tử sống hết mình, cháy hết mình. Ở bên cạnh họ không thiếu tiếng cười, không thiếu niềm tự hào, chỉ thiếu một thứ duy nhất, đó là họ không coi bạn là duy nhất nhá. Người đàn ông cung khí ấy, họ rất là ham mê hiểu biết, cho nên là cái đó mới là cái sự thu hút họ chứ không phải là bạn. Nhưng họ cực kỳ lựa chọn người bạn đời, họ phải lựa chọn đúng tiêu chuẩn thì thôi. Bạn biết vì sao không? Vì sau khi cưới bạn về nhà, họ sẽ để bạn đấy, để bạn là một hậu phương vững chắc cho họ, còn họ tung hoành ngoài thiên hạ các bạn nhé. Cho nên là những ai thích một người đàn ông tài giỏi này, thông minh này, thành đạt này, là thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người về trí tuệ, về thành đạt, thì các bạn cứ chọn, chọn xong thì các bạn ở nhà nhá. Rồi tiếp tục người đàn ông cung đất là tụ bài thứ tư. Nếu bạn cần một ngôi nhà, bạn cần một vòng tay ôm bạn vào lòng, chăm lo cho bạn như một đứa trẻ, yêu thương bạn bằng một tình yêu chung thủy và trọn vẹn, dâng hiến tất cả cho bạn, thì hãy chọn một người đàn ông cung đất nhá. Đây là người đàn ông trách nhiệm, muốn dâng hiến cho bạn cả bản thân, tiền bạc và trái tim. Nếu bạn được một người đàn ông cung đất yêu thương, bạn là người may mắn. Người đàn ông cung đất giống như một món ăn ấy, rất ngon. Và khi bạn đã ăn rồi, bạn sẽ không cảm thấy món ăn nào ngon nữa. Bây giờ mình lấy nói lại này. Người đàn ông cung lửa là tụ bài thứ nhất, người đàn ông cung nước là tụ bài thứ hai, người đàn ông cung khí là tụ bài thứ ba, người đàn ông cung đất là tụ bài thứ tư. Các bạn nghe Quỳnh Lê nói, bởi vì đây là chủ quan của Quỳnh Lê, các bạn thích người đàn ông nào nhất thì các bạn chọn nhá. Bây giờ chúng ta sẽ vào tụ bài thứ nhất. Cái này là Quỳnh Lê đã trải rồi. Bây giờ Quỳnh Lê nói này, người đàn ông của bạn hiện lên ấy, người đàn ông cung lửa, đúng là cung lửa, họ nồng nàn như lửa vậy. Nhưng cái người này không hề trẻ con đâu nhá. Họ là người đàn ông sống nội tâm, mình cảm thấy rằng họ có cái niềm đam mê, có nhiệt huyết, nghĩa là cái tình yêu của họ nó nồng nàn như lửa. Nhưng cái tinh thần của họ, năng lượng của họ là người cung đất nhá. Họ sống rất nội tâm, trong họ luôn có một cái nỗi niềm nào đó giấu kín mà họ không bao giờ nói ra, không thổ lộ ra. Họ có rất nhiều bí mật giữ trong lòng. Họ là người tinh tế, nội tâm sâu sắc, sâu kín và sâu lắng. Đây là người mang năng lượng của đất hoặc là người cung đất, rất là ổn định, vững vàng, chắc chắn. Mọi thứ mà họ đề ra lên kế hoạch cụ thể, không sai một một ly, không 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 lệch một ly, không sai một dặm nhá. Họ luôn luôn chuẩn bị mọi thứ cho mình rất kỹ càng, vững chắc. Con người này có tâm linh nhá. Họ khi mà gặp một vấn đề gì đó ấy, họ không bao giờ họ nói ra đâu. Họ không làm ầm lên, họ không kêu gọi sự giúp đỡ đâu. Họ tự giải quyết bằng chính năng lực, trí tuệ và cái tiềm lực, cái tiềm năng, gọi là cái tiềm thức của mình. Đây là một người có năng lực tâm linh nhá. Người này rất coi trọng công việc, họ coi trọng công việc lắm. Công việc là tất cả đối với họ, và cống hiến hết mình cho công việc. Mình cảm thấy cái người này đã đi khỏi cuộc đời của bạn rồi. Họ đã đi khỏi cuộc đời của bạn rồi nhá. Đi vì lý do gì mình không biết, nhưng họ đã đi rồi. Mình với câu hỏi là bạn họ có ghen không á, thì mình không thấy cái năng lượng ghen ở đây, mà mình chỉ thấy năng lượng của một nỗi đau, của một trái tim bị đau. Mà cái trái tim bị đau này có thể là người thứ ba nhá. Mà họ không ghen, họ chỉ buồn thôi, họ đau khổ. Mình có cảm giác như là người này họ họ có gây ra lỗi lầm với bạn thì phải. Nên là khi mà khi nghĩ về bạn ấy, họ chỉ đau khổ thôi, họ đau khổ lắm. Bạn trong mắt họ ấy, bạn là một nữ hoàng của lửa, là một nữ hoàng mang vẻ đẹp nồng nàn, nồng ấm, đầy sức cuốn hút, đầy quyến rũ đối với người khác phái nhá. Cái nữ hoàng của lửa là cái người rất giỏi giao tiếp, khéo léo, tinh tế. Nàng ở đâu thì nàng mang lại cái sự ấm áp, mang lại tình yêu cho mọi người nhá. Nghĩa là chỉ cần nhìn thấy nàng thôi thì tất cả mọi ánh nhìn đều hướng về nàng. Thì bạn có cái vẻ đẹp đó để khiến cho người ta nhớ như vậy. Và cứ cứ cái nỗi nhớ của người này ấy, khi nghĩ đến cái điều này
đây chính là sự ghen đây. Người này ghen nhưng lại không không ghen theo kiểu là bỏ vào túi giống như là để giữ chặt lấy như giống như là cái đả bài mình làm hôm trước, mà người này ghen trong đau khổ. Họ đau khổ, họ nghĩ đến mạng, họ đau khổ, họ trầm cảm, họ cảm giác như là họ bế tắc đến tột cùng, họ đau đớn đến tột cùng. Mình không biết lý do vì sao họ đã rời đi khỏi bạn rồi, hai người đã rời khỏi nhau rồi, và nghĩ về bạn họ đau khổ vô cùng. Bạn là một nữ hoàng trong lòng họ. Bạn không chỉ đẹp rực rỡ, bạn đẹp rực rỡ nhá, mà bạn có một trái tim đầy yêu thương. Bạn rất tinh tế, rất nhạy cảm. Hầu như chỉ khi ở bên cạnh bạn, họ mới được làm một đứa trẻ, họ mới được sống thật với chính mình. Họ coi bạn là nhà, họ coi bạn là mẹ nhá. Năng lượng của một người phụ nữ dịu dàng, thấu hiểu. Chỉ khi ở bên cạnh họ, bên cạnh bạn, họ mới được là chính họ thôi. Họ mới được làm một đứa trẻ thôi. Chứ họ nhớ bạn. Bạn, cái người phụ nữ, bạn mang một cái vẻ đẹp vừa là nồng nàn như lửa này, vừa đầy tinh tế, sâu lắng, lại rất là dịu dàng, đảm đang nhá. Bạn là người phụ nữ quá tuyệt vời trong mắt họ. Nhưng mà vì cái điều này mà họ cố gắng được tất cả mọi thứ để họ về bên cạnh bạn. Bạn thấy hình ảnh của một người đàn ông đang cố gắng chưa? Đang cố gắng từng tí một thu xếp mọi thứ, cố gắng để mà đến về với bạn. Và mình cũng cảm thấy rằng trong cái tụ bài này có năng lượng của người thứ ba, có thể là bạn có người thứ ba, hoặc có một người thứ ba xen vào, hoặc có một đối tượng thứ ba xen vào. Trên là mặt trong lòng họ, bạn đẹp vô cùng nhưng cũng đầy đau khổ bạn ạ. Họ đau khổ lắm, họ bị ba thanh kiếm đâm thấu, họ bị trầm cảm, họ lo lắng, họ đau khổ. Sau một thời gian nghỉ ngơi, họ giống như họ tự nhốt mình trong buồng riêng vậy. Họ suy nghĩ để họ tìm hướng ra. Và cái hướng ra của họ chính là bạn, chính là đám cưới của hai người. Nghĩa là như thế này, mình cảm thấy cái người đàn ông trong cái tụ bài thứ nhất này là hai người đang chia xa bạn nhé. Khi đặt câu hỏi là họ có ghen với bạn không, mình không thấy cái năng lượng ghen. Ví dụ năng lượng ghen á, là muốn giữ chặt cho riêng mình rồi là thế này thế kia. Nhưng mà ở đây mình chỉ thấy sự đau khổ. Họ ghen trong đau khổ, họ ghen trong bế tắc, họ ghen trong mệt mỏi. Và họ nhớ bạn, họ nhớ xa xiết. Thì cái năng lượng đầu tiên của tụi bài thứ nhất, nhanh lên, con mặc ngay vào cho mẹ, không mẹ đánh chết. Nhanh lên nhá. Thì các bạn ạ, đây là tụi bài thứ nhất nhá. Với câu hỏi là người đó có ghen không, câu trả lời là có. Nhưng người đó ghen trong đau khổ, trong tiếc nuối. Mình không biết lý do vì sao hai người đã rời khỏi nhau rồi. Và người đó nhớ bạn, nhớ trong một nỗi đau tột cùng bạn nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang tụ bài thứ hai ở phút thứ 13. Rồi bây giờ tụ bài thứ 13 với câu hỏi là người đó có ghen không nhá. Người đàn ông của nước, người đàn ông tình cảm tinh tế, nội tâm sâu như nước, còn nhấc cao cái rét lên, tình cảm bao la như biển. Đi ra ngoài chỗ hát đi con, chờ mẹ một tí. Người đàn ông của cung đất hiện lên ở đây. Mới bắt được một lá thôi cũng chưa chắc được cái gì cả. Để con lên rút xong rồi sẽ nói. Sao mà mình cứ thấy bài của mình rút á, sao nó toàn có năng lượng của chia tay rồi quay lại nhỉ? Mình cũng không hiểu là như thế nào, hay là mình cái năng lượng của mình nó có thổi vào đó một chút, tại sao toàn có năng lượng của chia tay rồi quay lại thôi. Chả thấy có một cái tụ bài nào mà nó ít, có tụ bài mà nó bình yên lắm, toàn có làm mắc mớ một cái gì đấy. Có lẽ năng lượng, tại vì thực ra tụ bài chung là nó là năng lượng chung, cho nên có thể là những người mà đang theo dõi kênh của mình toàn là những người đang gặp sự cố về mặt tình cảm. Bởi vì đúng thôi, những người hạnh phúc thì ít khi họ bỏ thời gian của tarot lắm. Chỉ có người nào mà đang bế tắc về chuyện tình cảm thì họ mới tìm đến tarot để chữa lành thôi. Chứ có thể những người mà đang xem kênh của mình, đang theo dõi kênh của mình toàn là những người có những cái năng lượng mà theo kiểu là chia tay, chia xa. Cho nên là mình toàn bắt phải cái tụ bài đó thôi. Bây giờ mình tạm đọc bài như thế này này. Cái người đàn ông của bạn ấy,
Ở đây có thể gọi là người đàn ông cung đất nhé. Cung đất là những cái cung là ma kết kim ngưu sử nữ, hoặc có thể họ mang năng lượng cung đất. Đây là người ổn định chắc chắn, rất cẩn thận, tính toán. Họ là người có cái niềm đam mê của lửa, có nhiệt huyết của lửa, nhưng không hiểu vì lý do gì đó. Họ ở đây thì mình, nếu mà hỏi về tình cảm của bạn ấy, họ có một cái gì đó chặn họ lại đến với bạn nhé. Họ một King of Wands, King of Wands, người đàn ông của khí đây, trí tuệ sắc bén, bản lĩnh kiên cường, rất là rõ ràng trong mọi thứ. Người này không biết vì sao họ không muốn tiến đến với bạn, có một cái gì đó ngăn trở họ, và họ hình ảnh con ngựa ghìm gương lại không cho họ tiến đến. Họ còn muốn mang cái thanh kiếm, họ chặt đứt cái gọi là cái sợi dây giữa bạn và họ. Mình không biết lý do vì sao họ chọn lửa. Họ nhưng mà họ đang sống trong sự hoang mang, sự lo lắng, bối rối. Họ ở đây có năng lượng của người thứ ba các bạn nhé. Ở đây có thể là người năng lượng thứ ba thuộc về phía bạn hoặc thuộc về phía họ, nhưng mình thấy có năng lượng của người thứ ba ở đây. Có thể là người của bạn ấy có một người nào, có một người cũ nào đó quay trở lại, hoặc trong lòng họ luôn mang hình ảnh của một người yêu cũ. Cho nên là mặc dù mình thấy khi mà hỏi đến tình cảm của bạn ấy, mình thấy rằng họ không muốn tiến đến, họ cứ ngại, họ mình có cảm giác như họ muốn chống đối lại số phận vậy. Và họ mang một thanh kiếm với mong ước là họ muốn chặt đứt ở cái sợi dây giữa bạn và họ. Họ bối rối, họ hoang mang, họ lựa chọn giữa hiện tại và quá khứ. Ở đây có người thứ ba, trên có thể là liên quan đến một người là cũ nào quay trở lại. Mình thấy rất dễ có người cũ quay trở lại ở đây. Và tạm thời họ đang bế quan tỏa cảm, họ đang muốn yên ổn một mình, họ không muốn ai quấy rầy họ hết. Để mình xem sự thể như thế nào. Để mình rút thêm bài đã rồi mình hãy nói nhá, không mình nói mình sợ nói sai. Người đàn ông của bạn ý, người này tính cách họ ta trưởng lắm, họ là người quyết đoán mạnh mẽ. Trong cuộc sống ý, họ luôn là người quyết định. Họ vạch kế hoạch cho họ và cho bạn. Nếu như bạn đã là vợ của họ rồi, là một người yêu của họ rồi, thì tất cả mọi kế hoạch đều do họ đề ra. Họ ở bên cạnh bạn họ thì bạn yên tâm, vì người này khá là mạnh mẽ, cứng rắn, gia trưởng độc đoán, như là cái người của thủ lĩnh và lãnh đạo. Ở bên cạnh họ bạn không phải lo lắng cái gì cả. Nhưng có một nhược điểm, đó là họ rất là gia trưởng nhá. Mình lên cảm thấy, để mình nút thêm đã. Với câu hỏi là người đó có ghen không? Bây giờ mình có thể nói lại như thế này nè. Cái người đàn ông của bạn là người đàn ông cung đất nhá. Kiên định, chắc chắn, ổn định. Là một người có kế hoạch, của dự đoán, dự phán. Nghĩa là nhấc cao cái dép lên. Nghĩa là họ luôn luôn có kế hoạch, có một dự án dài hạn, có một bản lập trình sẵn cho cuộc đời của mình. Đây là người chắc chắn, kiên định, làm việc gì cũng suy tính kỹ càng. Mình cảm giác trong tình cảm đối với bạn ấy, họ luôn có một cái gì đấy, có thể là chồng, hoặc là có thể là, mình cảm thấy đây mới là người yêu thôi, chưa phải là chồng, hai người chưa lấy nhau. Họ có một lý do gì đó để ngăn cản họ đến với bạn. Họ ngay cả họ đến với bạn và họ đang dùng một thanh kiếm để họ chặt đứt cái sợi dây tình cảm giữa họ và với bạn. Nhưng họ hoang mang, họ lo lắng. Họ cảm thấy hoang mang, lo lắng, bối rối. Mặc dù họ muốn như thế, nhưng họ lại tự hỏi rằng mình làm như thế đã đúng hay chưa. Ở đây có năng lượng người thứ ba, có thể là từ phía bạn hoặc là từ phía họ. Có thể là một người yêu cũ nào của đó, đây là năng lượng của người cũ, một người yêu cũ nào đó quay trở lại về phía họ hoặc về phía bạn. Trên bây giờ họ đang trong trạng thái nghỉ ngơi. Họ muốn giống như để người tôi yên ấy, họ muốn đóng cửa bế quan tỏa cảm để suy nghĩ. Nhưng mà bạn có một sức hút khá lớn đối với họ. Bạn khá đẹp, bạn khá xinh đẹp. Người Queen of Wands, một người phụ nữ đẹp, mang vẻ đẹp nồng nàn của lửa, đầy cuốn hút. Một người phụ nữ dịu dàng, an toàn, tràn đầy tình yêu thương. Cho nên là mình có cảm giác như người này ấy,
là không vì một lý do nào đó họ không muốn đến với bạn, thậm chí họ còn muốn chặt đứt cái sợi dây tình cảm với bạn cơ, nhưng cái hình ảnh của bạn, cái vẻ đẹp của bạn luôn luôn nằm trong lòng họ. Hỏi họ có ghen không á? Cái này nó không không có cái gì cụ thể cả, nhưng mà cái lá bài này lá bài của sự ghen khủng khiếp nhá. Người này là người cực kỳ là kiểm soát, tất cả mọi thứ phải nằm trong lòng bàn tay của anh ta, mà bạn thì lại quá là xinh đẹp, bạn quyến rũ nhiều người lắm, nghĩa là bạn tỏa ra một sức hút cực kỳ quyến rũ, bạn lại đẹp một cách dịu dàng. Tất cả những người đàn ông khác ấy, họ nhìn thấy bạn ấy, họ chỉ muốn ôm bạn vào lòng thôi, họ ôm bạn vào lòng vì bạn quá đẹp. Bạn đẹp mà cái người phụ nữ quyền lửa ấy, đẹp một cách kiêu hãnh nhưng không kiêu ngạo nhá. Kiêu hãnh sang quý sang trọng nhưng không hề kiêu ngạo, mà bên cạnh cái sang quý sang trọng đó, bạn lại mang một cái vẻ rất dịu dàng, rất nữ tính, rất đáng yêu. Cho nên là cái người này họ 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 sôi máu lắm, họ khó chịu lắm. Bạn hiểu chưa? Đó bây giờ mới chính là cái lý do vì sao mà họ muốn chặt đứt cái sợi dây tình cảm với họ, thậm chí họ muốn chặn bạn lại không cho bạn tiến vào, bởi vì họ tức, họ bực, họ ghen. Ở đây hình ảnh của người thứ ba, có thể là người thứ ba nào đó của bạn quay trở lại, hoặc đối tượng thứ ba, rất nhiều đàn ông vây quanh họ bạn nhé, thì họ rất là bực mình, họ rất ghét. Và các bạn nhớ này, giữa hai bạn là vòng quay của số mệnh, nghĩa là họ ghét lắm, họ muốn cắt bạn ra khỏi cuộc sống, họ muốn chặt đứt đi cho bạn bạn biết tay, cho bạn chừa đi. Nhưng mà cái vòng quay số phận này, hai bạn đã là của nhau rồi, họ có muốn chặt kiểu gì cũng không được, thì là cứ có một cái hạt lửa tình yêu gieo giữa trái tim mình đấy nhá. Ở đấy nghĩa là họ tức lắm, họ hận lắm, nhưng cái hạt tình yêu đó, cái ngọn lửa tình yêu luôn luôn cháy trong lòng họ. Nhưng mà mình không biết là vì lý do gì, vì cái sự ghen tuông đó, hay là giữa hai người có một cái gì mà để đi đến được với nhau, nó rất khó nhá. Bạn nhìn thấy cái hình ảnh này, hiện hình mình cảm thấy bây giờ giữa hai người có một khoảng cách mà để đến được với nhau nó quá là vất vả, nhưng mà mình thấy cái vất vả này tự trong lòng họ mà thôi. Nghĩa là người này có một cái mặc cảm gì đó với bạn, nghĩa là họ mặc cảm, họ ấn tượng gì đó mà khiến họ rất khó vượt qua. Để vượt qua được nó rất khó, nhưng khi nào họ vượt qua được thì một đám cưới sẽ xuất hiện, một đám cưới sẽ trở về nhá. Người này là người hỏi với một câu hỏi, hôm nay chỉ đi sâu vào cái câu hỏi là người này có hay ghen không. Có câu trả lời cực kỳ hay ghen, bạn nhớ nhá, người này ghen lắm, người này khó chịu lắm. Mà ghen là vì sao? Vì bạn quá xinh đẹp. Chứ bây giờ cái tụ bài bạn nghe tụ bài này thì cũng nghe Quỳnh Lê dặn nhá, không phải Quỳnh Lê dặn mà nó là thông điệp của trải bài, đó là bạn thực ra xinh đẹp không phải là lỗi của bạn, dịu dàng đáng yêu không phải là lỗi của bạn, mà chỉ cần bạn chứng minh cho họ biết rằng dù bạn có bao nhiêu người vây quanh thì bạn chỉ có một mình họ thôi. Họ là, nếu như bạn yêu họ thực sự, bạn hãy để cho họ biết rằng là trong lòng bạn chỉ có một mình họ thôi. Họ là người đàn ông duy nhất trong lòng bạn, ngoài bạn ta không có bất kỳ một người nào khác cả. Thì khi nào bạn làm một điều đó thì mọi giông tố sẽ kết thúc và đám cưới sẽ trở về bạn nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến tụ bài thứ ba ở phút thứ 23 giờ 23 phút 10 giây nhá. Rồi bây giờ sẽ đến tụ bài thứ ba, người đàn ông của khí. Người đàn ông cương khí. Và câu hỏi là họ có ghen không? Sao mà cái tụ bài nào của mình có lẽ giống như mình nói, cái năng lượng là tất cả, tại vì những người mà họ đang hạnh phúc, họ đang vui vẻ, họ không để yên tarot đâu, chỉ có những người đang mang một trái tim tổn thương mới mới nghe tarot thôi. Có lẽ vì vậy cho cái năng lượng ở đây toàn là năng lượng của sự rời đi, của sự chia xa thôi các bạn ạ. Người này hiện đã rời xa rồi, đã đi khỏi cuộc đời của bạn rồi, nhưng mà đi không đành lòng nhá, họ đi trong tiếc nuối, trong đau khổ. Họ bây giờ á, mình có cảm giác như là họ muốn quên tất cả mọi thứ, họ muốn làm một đứa trẻ rong chơi. Rồi, để mình nút tiếp và mình nói. Hỏi họ có ghen không? Đàn người đàn ông mà là cung mang năng lượng của cung đất thì không ghen mới lạ. Người đàn ông của cung đất và cung nước thì không ghen mới lạ. Hai cái cung này ấy, thằng ghen nhất là cung đất, sau đó đến cung nước các bạn nhá, còn cung khí thì họ chẳng có thời gian để họ ghen đâu. Rồi để mình rút thêm vài lá nữa, sau đó mình sẽ đọc bài nhá. Mình có cảm giác như cái người đàn ông mà bạn chọn á, họ có ghen họ không thể hiện ra bên ngoài đâu. Người này giỏi giấu cảm xúc lắm, cực kỳ giỏi che giấu cảm xúc.
cực kỳ giỏi cân bằng. Có nghe cũng không nói đâu, không nói cho bạn biết đâu nhá. Để mình rút thêm vài lá nữa rồi mình sẽ nói. Với câu hỏi là người đó có em không? Mình cảm thấy cái người này đã đi khỏi cuộc đời của bạn rồi. Họ đã đi rồi. Và đây là cái khoảng thời gian họ giống như hai người ở xa nhau nhá. Trong cái tụ bài này mình thấy như hai người ở xa nhau. Và cái năng lượng của họ ấy, hỏi họ có em không? Mình không thấy cái sự nghe ở đây, mà mình chỉ thấy cái nỗi buồn ở đây thôi, nỗi buồn, nỗi cô đơn ở đây thôi. Nhưng họ là người rất giỏi công, họ rất giỏi cân bằng. Họ là người bản lĩnh lắm. Khi họ có nghe, họ cũng không để lộ cho bạn biết đâu. Ở đây có song ngư. Có thể là bạn là song ngư, đối phương của bạn nghĩa là người đó là song ngư. Sao mà cái lại mà vẫn chưa thấy sự kết thúc ở đây. Từ nãy giờ rút rất nhiều bài. Mình thấy ở đây cái năng lượng ở đây là hai người sống xa nhau nhá. Họ đã đi rồi, họ bỏ bạn đi rồi. Và họ hai người ở rất xa nhau. Hỏi họ có ghen không? Có vẻ như là bỏ đi được một thời gian thì nhớ khủng khiếp. Để mình xem là nhớ có chịu quay lại không nào. Họ nhớ bạn khủng khiếp. Dài thế, nhưng tận bây giờ mình vẫn chưa thấy cái kết của câu chuyện đâu cả. À, thấy rồi. Bây giờ như thế này. Như mình đã nói rồi, có lẽ là những người mà đang nghe trải bài của kênh Summer Tarot ấy, nghe Tarot nói chung toàn là những người đang mang trái tim của tổn thương. Cho nên là tụ bài nào nó cũng có những cái chuyện như thế. Mình thấy thế này này. Người đàn ông của bạn mình thấy nổi lên hai cung nhá. Một là cung đất, hai là cung nước. Có thể là họ mang cung nước thì họ mang năng lượng của đất. Họ là cung đất, họ mang năng lượng của nước nhá. Thì mình thấy như thế này. Người này thì mang cái tâm tính dạt dào, tình cảm rất dạt dào như nước, nhưng mà lại có cái gì đấy hơi trẻ con nhá. Mình cảm thấy cái người này rất là hơi trẻ con. Sống có giống như hai mặt trong một con người vậy. Một bên thì rất nội tâm, rất sâu sắc, mang cái năng lượng của một người trưởng thành, che chở, vị tha, tràn đầy yêu thương. Nhưng có một mặt rất là trẻ con, tính trẻ con lắm, giống như công tử ấy. Tâm tính thì đàn ông thế đấy, nhưng mà giống như được bố mẹ nuôi chiều, có vẻ trẻ con lắm. Nhưng người này là người rất giỏi cân bằng các bạn nhé. Người này có thể là cung khí nữa. Mình nói này các bạn, cung hoàng đạo ấy, mình không ấn định nó là cung nào đâu, mà nó mang năng lượng của cung đó. Người này có thể là cung thiên bình, có thể là cung nước, có thể là cung đất. Nhưng họ mang năng lượng của một, hoặc có thể họ mang năng lượng của một trong những cung đó nhá. Ở đây rõ nhất là mình thấy mang năng lượng của thiên bình, hoặc họ có cái tính cân bằng như một thiên bình. Người này là cái người mà mình cảm thấy rất nhiều tính cách xuất hiện ở đây. Vừa dạt tình cảm dạt dào như nước, nhưng lại kiên định chắc chắn như đất, và nhưng lại cực kỳ giỏi cân bằng như khí nhá. Họ còn mang tính của một đứa trẻ nữa, một đứa trẻ ham chơi, một đứa trẻ hay thích nũng nịu, thích xà vào lòng người khác. Họ là người như thế. Bây giờ hỏi là họ có tình cảm với bạn hay không. Mình cảm thấy người này đã đi xa bạn rồi. Mình cảm thấy họ đã đi xa bạn rồi. Họ đi xa để họ
vì công việc hoặc vì hoàn cảnh nào đó nhá, chứ không phải là vì họ không còn yêu bạn nữa. Các bạn nhìn thấy cái hình ảnh của đàn ông đang chật vật chiến đấu với 9 cây gậy, với 10 cây gậy, họ đã đi xa khỏi cuộc đời của bạn, nhưng mà họ đi ở đây là vì một lý do nào đó, không phải vì không yêu bạn nhá, các bạn phải hiểu rõ điều đó. Họ đi rồi nhưng cái ngọn lửa tình yêu luôn luôn bùng, luôn luôn âm ỉ cháy trong lòng họ. Nhưng người này rất giỏi cân bằng, mình có thể khẳng định người này là cung thiên bình nhá. Người này mang năng lượng rất lớn của thiên bình. Họ rất giỏi cân bằng, nhưng trong một phút nào đó họ vẫn yếu đuối. Họ cảm thấy cô đơn, cảm thấy bị bỏ rơi. Người này nếu mà hỏi là họ có ghen bạn hay không á, thì mình thấy người này họ không ghen đâu, bởi vì họ có một niềm tin đối với bạn. Bạn là một người phụ nữ rất dịu dàng, bạn là người phụ nữ năng lượng của mẹ thiên nhiên, dịu dàng, luôn luôn giống như là bạn giống như là một người mẹ ở bên cạnh họ vậy. Bạn có thể bao dung cho họ tất cả mọi thứ, chở che tất cả mọi thứ trên họ. Nếu họ có ghen không, họ không ghen, bởi vì họ có niềm tin rất lớn đối với bạn. Mình chỉ cảm thấy họ buồn thôi. Bạn là một người phụ nữ ý, mang năng lượng của một người mẹ, lại vừa mang năng lượng của một cái người phụ nữ dịu dàng. Bạn chất tinh tế, tràn đầy tình yêu thương đối với họ, cho nên là họ không ghen, bởi vì họ hiểu được tình cảm của bạn. Giữa hai bạn ấy hiếm có lắm, một cặp đôi của Queen of Cups và King of Cups từ hai bộ bài. Hai bạn ở hai nơi xa nhau, nhớ nhau. Các bạn hiểu rõ tình cảm của nhau nhưng các bạn không ghen. Các bạn hiểu rõ rằng là tình cảm của người này chỉ dành cho người kia và ngược lại. Và nhất là về phía họ, mình cảm thấy quá tuyệt vời. Một cặp đôi luôn luôn là một cặp của nước này. Tình cảm tràn đầy, ngập tràn. Hình ảnh của hai người, người đàn ông thì hào hoa. Đây là một người đàn ông rất hào hoa nhé. Hào hoa, lịch lãm. Một người khá là thành đạt, giàu có. Và một người phụ nữ nhất mực dịu dàng, nhất mực yêu thương, luôn luôn chờ đợi một người nào đó quay trở về. Họ hiểu được điều đó, họ tin điều đó, chứ họ không nghe nhá. Họ nhớ bạn lắm. Họ nhớ cái năng lượng dịu dàng của bạn. Họ nhớ sự kiên nhẫn chờ đợi của bạn. Hai người này, mình cảm giác là ở đây có một cung song ngư. Có thể các bạn là cung nước, hoặc đối phương là cung nước, hoặc mang năng lượng ở cung nước. Nghĩa là giữa hai bạn nó có một cái lý do gì đó khiến cho các bạn cảm thấy cái hiện tại đang xảy ra nó mù mịt, nó mông lung như là song ngư vậy. Song ngư là cung hoàng đạo, luôn luôn có một nỗi buồn sâu kín, không hiểu được chính mình, hay lo lắng, hay bất an. Thì ở giữa bạn bây giờ mình thấy năng lượng của họ hoặc của bạn mang cái năng lượng bất an, lo lắng điều đó. Nhưng đừng lo lắng nhá. Mình thấy cái người đàn ông của bạn ấy, người đàn ông này có nhiều tính cách trong một con người lắm. Họ vừa dạt dào tình yêu thương, họ vừa ở đây thì thiếu cung khí. Mình có cảm giác người này không ít sử dụng lý trí, họ chỉ dùng cái sự kiên định của họ thôi, còn họ không dùng lý trí. Tình cảm của họ dạt dào, họ dạt dào tình cảm với bạn lắm. Họ tràn ngập tình yêu thương và nỗi nhớ đối với bạn. Họ ấy, bản thân họ hoặc bạn là một trong những người rất xinh trai đẹp gái nhá. Đấy, và được rất nhiều người săn đón, nhưng mà họ không ghen, bởi vì họ tin tưởng bạn. Họ giống như giữa hai người có một lời hứa với nhau, đó là hãy chờ nhau. Cho nên là hình ảnh của một lá bài nghỉ ngơi, và họ tin vào cái lời hứa đó, họ tin vào lời hứa của bạn. Nghề nghiệp của bạn hoặc của người đó có liên quan đến hướng dẫn, tư vấn, bảo vệ nhá. Đấy, và đây cũng là lá bài của trực giác. Các bạn mỗi khi nhớ nhau, các bạn hay nhìn sâu vào trực giác, vào tiềm thức. Các bạn giống nhìn sâu vào nội tâm để các bạn tin tưởng nhau. Các bạn lao vào công việc, nhưng cái hạt mầm tình yêu nó luôn ở trong lòng hai người. Một câu chuyện tình rất đẹp. Có những lúc hai người, nếu khi mệt mỏi quá ấy, thì mình thấy hai người tìm cái sự buông lỏng của bản thân, tự thư giãn cho chính mình, chứ không tìm bất cứ một thứ gì ở bên ngoài. Đêm là một lá bài không có bất kỳ một đối tượng thứ ba nào xuất hiện nhá. Hai người ở xa nhau nhưng luôn nhớ về nhau. Và mỗi khi các bạn nhớ nhau, các bạn buồn ấy, thì các bạn tìm đến sự cân bằng của chính mình. Và cái ngọn lửa tình yêu nó luôn âm ỉ cháy, để cuối cùng nó thắp lên một ngôi nhà và những đứa trẻ nha, một đám cưới rất viên mãn. Bây giờ mình hỏi với tổng kết lại cái tụ bài này, nếu như hỏi rằng họ có ghen không, mình trả lời là không. Không, bởi vì họ rất tin tưởng bạn. Hai người mặc dù sống ở xa nhau nhưng mà thần giao cách cảm, nên các bạn có một kết nối tâm linh rất đặc biệt. Người này cảm nhận được người kia, người này tin tưởng người kia. Hai người cảm nhận được tình cảm cho nhau.
dành tình yêu tâm linh cho nhau, nghĩa là các bạn kết nối được với nhau qua thế giới 5D, các bạn cảm nhận được tình cảm của nhau chứ các bạn không ghen, bởi vì các bạn biết rằng dù có chuyện gì xảy ra thì người này và người kia là duy nhất của mình, không bao giờ thay đổi nhá. Cho nên là rồi kết thúc tụ bài thứ 3 ở đây. Bây giờ chúng ta sang tụ bài cuối cùng, đó là ở phút thứ 34:50 nhá. À phút thứ 34:50. Bây giờ chúng ta sẽ sang tụ bài cuối cùng, là tụ bài thứ 4, với câu hỏi là người đó có ghen không. Người đó ở đây có thể là bất kỳ ai, chỉ cần người đó ở trong đầu bạn thì người đó sẽ xuất hiện trong câu chuyện của bạn nhé. Đúng là mình, như mình nói ấy, là những người mà theo dõi kênh Sunday Tarot của mình toàn là những người đang gặp sự cố trong chuyện tình cảm. Tại vì những người hạnh phúc thì họ không có thời gian để họ nghe đâu. Cho nên là mình cảm thấy là, cho nên là tại sao mình cứ đặt một câu hỏi là lý do vì sao mà trong cái các tụ bài mình trải nó cứ luôn luôn có cái sự gián đoạn, sự tạm dừng, sự chia xa, sau đó quay trở lại. Bởi vì tất cả những người theo dõi bài của mình toàn là những người đang chia xa, đang tạm dừng trong chuyện tình cảm nhé. Ở đây có sự ra đi, có xuất hiện người thứ ba hoặc đối tượng thứ ba nhé. Nghĩa là cái sự ra đi này nó liên quan đến đối tượng thứ ba hoặc người thứ ba, mà người thứ ba này với họ đã có đám cưới rồi các bạn nhé. Họ đã đến với người thứ ba, họ đã có, ở đây có thể là họ đã bỏ bạn để họ đến với một người thứ ba, hoặc họ đã có vợ rồi và sau một thời gian họ có thể là hai người có một cái mối quan hệ tình cảm nào đó và họ quay trở lại với bạn nhé. À, họ quay trở lại với người cũ, với vợ của họ. Đừng buồn nhá, bài vẫn chưa hết mà. Người này có một cái sức hút rất lớn, họ luôn có một cái nỗi ám ảnh về bạn, mà cái ám ảnh này là chủ nghĩa duy vật nhá. Nghĩa là giữa hai người họ luôn luôn nhớ về bạn, họ bị ám ảnh bởi bạn. Bạn là người có trực giác, và họ, người này họ luôn tin rằng giữa bạn và họ có kết nối tâm linh, họ luôn tin rằng bạn là định mệnh của họ, nhưng vì một lý do nào đó mà hai người chưa đến được với nhau. Nghĩa là cái người này luôn tin như thế nhá. Bạn là một phụ nữ dịu dàng, thông thái, hiểu biết, thông minh, trí tuệ. Bạn là một phụ nữ rất đẹp trong lòng họ. Hỏi rằng họ có ghen không á? Chưa thấy cái biểu hiện ghen của họ, chỉ thấy là họ đang vùi đầu vào công việc. Họ để họ tránh đi nỗi nhớ bạn, họ nhớ bạn lắm, người này yêu bạn lắm, thương bạn lắm. Họ nhớ sự dịu dàng của bạn. Giống như là chỉ khi ở bên cạnh bạn họ mới được là một đứa trẻ vậy. Có thể bạn là một phụ nữ rất dịu dàng. Bạn rất chăm sóc họ, bạn rất thấu hiểu họ. Bạn nghề nghiệp của bạn học của họ liên quan đến giáo dục, đến hướng dẫn nhé, đến tư vấn nhé. Họ đã từng rất hoang mang trong cái câu chuyện này. Họ rất bối rối, nhưng cái ngọn lửa tình yêu ở trong họ thì chưa bao giờ tắt. Mình muốn câu hỏi là họ có ghen không? Ở đây thì mình chưa thấy cái năng lượng ghen ở đây. Mình chỉ thấy họ nhớ bạn thôi. Họ nhớ bạn rất nhiều. Họ nhớ bạn kinh khủng lắm. Lúc nào họ cũng mơ ước về một đám cưới với bạn, được quay lại với bạn, được đoàn tụ với bạn. Câu hỏi là có ghen không? Mình vẫn chưa thấy cái sự có ghen hay không ở đây. Bởi vì thực ra trong lòng người này á, họ không có thời gian để họ ghen nữa. Cái nỗi nhớ các bạn ấy đã ngập tràn trong lòng họ rồi. Họ chỉ nhớ bạn thôi. Họ không có thời gian để ghen nữa. Họ nhớ trong giây phút. Họ cứ nhớ cái hình ảnh dịu dàng của bạn. Họ nhớ những giây phút vui vẻ bên cạnh bạn, bình yên bên cạnh bạn. Họ nhớ nhiều đến mức họ chẳng có thời gian để họ ghen nữa.
Bạn là người phụ nữ, một nữ hoàng trong lòng họ. Bạn rất trí tuệ, giỏi giao tiếp, khéo léo, thông minh. Nhưng mà người này á, không biết vì lý do gì, họ nhớ bạn rất nhiều, nhưng họ chế ngự tình cảm. Họ luôn dùng một thanh kiếm họ dâng lên để họ sẵn sàng họ chặt đứt nếu như bạn dám bước vào cuộc đời của họ. Mình không biết lý do vì sao người này rất mâu thuẫn. Họ yêu bạn, họ nhớ bạn rất nhiều, nhưng họ lại không cho bạn bước vào cuộc đời của họ. Ở đây mình không thấy năng lượng của nghe. Đây là một người đàn ông rất đẹp, lịch lãm, hào hoa, nhưng lại rất tinh tế và sâu lắng. Đây là cái người đàn ông sống rất nội tâm, hiểu biết nhưng không phô trương, rất đẹp. Mình cảm thấy họ không hề nghe. Họ không nghe, mà họ luôn cảm thấy á, giống như là cái tư tưởng của họ giống như họ mắc một cái lỗi gì với bạn ấy, và họ chỉ mong được bù đắp cho bạn thôi. Họ chỉ mong được yêu thương bạn, được bù đắp cho bạn thôi. Chứ họ không nghe ở đây. Họ cảm giác như là họ sống xa bạn ấy, giống như là họ xa bạn lắm rồi. Họ chỉ mong được gần bạn để họ che chở, họ bù đắp, họ yêu thương cho bạn thôi. Họ không nỡ ghen nữa. Mình có cảm giác như cái người này ấy, họ có cái năng lượng là dù bạn gây ra chuyện gì họ cũng sẵn sàng tha thứ hết. Một người đàn ông mang năng lượng của đất. Ở đây mình đây là tụ bài thứ tư, người đàn ông mang năng lượng của đất mà. Trên họ mang đúng cái tinh thần của người đàn ông phương đất, yêu thương, chở che, bao bọc, bao dung tất cả. Đối với người đàn ông cung đất ấy, với người phụ nữ mà họ yêu ấy, họ sẵn sàng họ dâng hiến cả tình yêu, cả trái tim lẫn bản thân họ. Họ không giữ lại một cái gì cho mình hết. Không, cho nên là mình không thấy cái năng lượng ghen ở đây, mà họ chỉ khao khát là họ được gặp bạn để họ bù đắp cho bạn thôi. Ở đây có người thứ ba các bạn nhé. Đến rất nhiều cái là ở giữa các bạn là người thứ ba, có thể là vợ của họ, người yêu của họ, hoặc một cái đối tượng thứ ba nào đó ngăn cản hai người không đến được với nhau. Họ cứ có một hạt mầm tình yêu gieo trong lòng họ, trong tim họ. Họ cứ giữ mãi cái hình ảnh của bạn ở trong lòng rất lâu, rất xa. Và họ có một niềm tin là bạn với họ, mình cảm thấy giữa bạn và họ là một kết nối tâm linh. Một kết nối tâm linh, hai người cảm nhận nhau ở thế giới 5D, tin tưởng nhau. Giống như là các bạn là bạn tâm linh của cả một đời vậy. Mình chỉ nốt vài lá nữa thôi. Nếu không thấy cái kết thì nghĩa là các bạn không có một cái kết nào cả nhá. Các bạn sẽ là những người bạn tâm linh, những linh hồn yêu nhau, những tình yêu linh hồn suốt cả cuộc đời này. Giữa các bạn là nỗi đau, là sự tổn thương, là tình yêu. Nó cứ xen lẫn, nó cứ bên cạnh nhau suốt cả cuộc đời vậy. Mình rút vài lá nữa thôi, rồi không sẽ không rút nữa nhá. Ôi, khi mà mình đang định là không rút nữa thì cuối cùng lại thấy cái lá bài này. Mình có thể kết luận cái tụ bài thứ tư như thế này này. Họ đã rời đi khỏi cuộc đời của bạn rồi. Họ đã gây dựng một cuộc sống riêng cho họ rồi. Ở đây là rời đi rồi chứ không phải là họ đã có vợ nhá. Họ rời đi rồi, họ đã xây dựng một cuộc sống riêng cho họ rồi. Và cái cuộc sống riêng của họ, ở đây là người thứ ba. Có thể giữa hai bạn đã từng có một tình yêu rất sâu sắc rồi, sau đó người thứ ba xuất hiện. Vì một lý do gì đó mà họ chọn người thứ ba và họ chọn đám cưới với người thứ ba nhá. Nhưng mà cái sự đam mê dành cho bạn, cái tình yêu sâu sắc dành cho bạn lại luôn luôn dành cho bạn chứ không phải là người đó.
Không hiểu vì sao họ luôn tin, họ luôn có một niềm tin ở đây đến hai lá, là giữa bạn và họ là một kết nối tâm linh. Họ họ cảm thấy rằng bạn với họ là định mệnh của kiếp này, hai người là để dành cho nhau. Nhưng không biết lý do, vì lý do gì đó mà họ lại chọn người kia. Nhưng trong lòng họ không bao giờ họ quên được bạn. Bạn là một người phụ nữ thông thái, rất hiểu biết, có trực giác, là bạn rất giỏi về mặt tâm linh, kết nối tâm linh. Bạn có thể có khả năng kết nối tâm linh. Bạn dịu dàng, bạn thông thái. Có rất nhiều người thông minh là thể hiện ra, giống như là muốn chứng tỏ cho cả thiên hạ biết. Nhưng ở bạn, cái sự thông thái của bạn nó sâu lắng, nó thể hiện một người rất là hiểu biết, đối nhân xử thế, giỏi thông thái, dịu dàng. Rất nghĩa là trong cách cư xử ấy, bạn thể hiện một cái người phụ nữ trưởng thành, chín chắn. Bạn bạn là người phụ nữ của nước, ở đây mang cung nước nhé. Thế là bạn là người phụ nữ của nước. Bạn tinh tế, bạn nhạy cảm, bạn giàu tình yêu thương. Ở đây có hai cung là cung nước và cung đất. Nước là song ngư cự giải bọ cạp, và đất là kim ngưu ma kết sử nữ. Ở đây là cung kim ngưu các bạn nhé. Một cặp kim ngư và song ngư. Người này trong khoảng thời gian xa bạn ấy, họ lao đầu vào công việc các bạn ạ. Họ lao đầu vào công việc này. Họ đau khổ, họ buồn, họ cảm thấy họ bị cô đơn, nhưng họ luôn mang một thanh kiếm để họ chặn rào lại với bạn nhé, để họ chặn bạn, không cho bạn bước vào cuộc sống của họ. Nhưng cái nỗi nhớ của bạn đối với họ ấy, họ nhớ bạn vô cùng. Mình cảm giác như đây không phải là chỉ một mình bạn đâu, mà cả mình họ đâu, cả bạn nữa. Hai người nhớ nhau, hai người ngồi ở hai nơi nhớ nhau vô cùng. Có một cặp của King of Cup và Queen of Cup, một cặp hoàng hậu và ông vua của nước. Nghĩa là các bạn nhớ nhau lắm. Các bạn, giữa các bạn là nỗi nhớ nhau. Nhưng mà nó xảy ra rất nhiều chuyện ở đây. Rất cái khoảng thời gian mà hai người không ở cạnh nhau ấy, các bạn cân bằng, họ tự cân bằng này, họ tự ru mình này, họ bối rối, họ hoang mang. Nhưng dù cái trạng thái gì xảy ra thì cái hạt tình yêu trong lòng họ không bao giờ tắt cả. Cái hạt tình yêu trong lòng họ ấy, cái hạt mầm tình yêu trong lòng họ luôn gieo trong lòng họ, luôn bùng cháy trong lòng họ, luôn âm ỉ trong lòng họ. Nhưng mà không biết lý do vì sao hai người không đến được với nhau. Các bạn nhìn thấy cái hình ảnh này chật vật, thế là họ không có một lý do nào đó, không, hai người không thể đến được với nhau. Nhưng mà họ nhớ bạn, họ nhớ trong đau khổ. Ở đây có liên quan đến người thứ ba có thể không thể đến được với nhau, đó là vì người thứ ba đó, họ, bạn biết không, đây là người đàn ông rất sâu sắc, rất tinh tế nhá. Một người đàn ông vừa có cái vẻ lịch lãm, hào hoa, phong độ, tinh tế, sâu sắc, nội tâm. Và bạn ở bên ngoài thì lạnh lùng, nhưng ở bên trong thì mang một trái tim của lửa, nồng nàn như lửa. Trái tim đó luôn hướng về bạn. Bạn là một người phụ nữ đẹp, bạn khá là độc lập, bạn đẹp một vẻ độc lập, tự gọi là tự vui với chính mình, tự sống với chính mình một cách hoàn hảo. Công việc của bạn, bạn là một, có thể là liên quan đến giáo dục, tư vấn, hướng dẫn. Bạn cực kỳ dịu dàng, có đến hai lá, bạn rất dịu dàng, rất, bạn, con người của bạn nó có hai mặt, bạn vừa dịu dàng vừa can đảm, vừa giàu đức hy sinh, nói chung là bạn rất tuyệt vời. Bạn vừa có cả cái cung hoàng đạo, đây là nữ hoàng của khí, con người bạn vừa có cái nét dịu dàng dễ thương, vừa có sự thông minh sắc sảo, nhạy bén tinh tế, vừa có cái lòng can đảm dị vị tha vì người khác. Nghĩa là trong mắt người đó bạn tuyệt vời lắm, đó là nỗi nhớ sâu trong lòng họ, họ nhớ bạn vô cùng. Cái tình yêu ấy, ở đây tất cả những cái lá mà nói hạt mầm của tình yêu đều xuất hiện ở đây hết. Có tất cả những lá nào trong bộ bài đều xuất hiện. Nghĩa là dù hai người ở xa nhau, hoặc dù họ sống bên cạnh một người khác, thì cái hạt tình yêu đó chưa bao giờ dập tắt, nó luôn bùng lên âm ỉ cháy mọc mầm trong lòng họ. Với câu hỏi là họ có ghen bạn không á? Họ không ghen bạn, họ thương bạn lắm. Mình cảm giác là họ luôn cảm thấy rằng cái sự rời đi và đến một người thứ ba, họ luôn cảm thấy day dứt. Họ cảm thấy rằng họ mắc nợ bạn. Và suốt cả đời này họ chỉ có một khao khát là họ bù đắp cho bạn thôi. Họ có một khao khát là họ được yêu thương bạn, được bù đắp cho bạn, được dùng tất cả những gì họ có để mà mang lại tình yêu thương cho bạn. Họ luôn cảm thấy có lỗi với bạn. Và cái thời gian đấy nó dày vò nhau, nó rất nhiều. Sau đó thì định mệnh kết thúc các bạn nhé. Nghĩa là họ với người thứ ba đó là định mệnh. Định mệnh không thể khác được, nhưng nó đã đến lúc kết thúc. Và các bạn biết không, ước mơ trở thành sự thực, những vì sao đã xuất hiện xua tan đêm tối và hai bạn đến với nhau. Một cái kết thúc đầy viên mãn, nó trải qua rất nhiều đau thương, rất nhiều hy sinh, rất nhiều chịu đựng.
Đây là lá bài của cung đất. Người đàn ông của cung đất. Người đàn ông này mang đúng năng lượng của cung đất. Một người đàn ông giàu đức hy sinh, giàu vị tha. Họ yêu bạn bằng tình yêu của mẹ đất vậy. Họ muốn ôm bạn vào lòng, họ muốn cho bạn tất cả mọi thứ. Họ yêu bạn hơn tất cả mọi thứ trên đời. Hỏi câu hỏi là có ghen không? Họ không ghen. Bởi vì họ luôn cảm thấy rằng họ đã có lỗi với bạn. Họ cảm thấy họ cần phải bù đắp cho bạn nhiều hơn là ghen. Cho nên là nếu như bạn chọn tụ bài này, đừng giận họ nhé. Hãy thương họ nhiều hơn và cố gắng sống rất thật tốt. Rồi, chúng ta kết thúc 4 tụ bài ở đây nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.